Hi, chào mừng các con đã quay trở lại với kênh Lady Blah Blah. Đây là kênh học tiếng Anh trực tuyến cùng cô Trâm Athena. Bây giờ hãy chơi một trò chơi nhá. Cô cho các con 5 giây để đăng ký và cập nhật những video mới nhất của cô. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ok, chúng ta hãy xem bài hôm nay học gì nhỉ? Unit 14 English 5. Tiếng Anh 5 và Unit 14. What happened in the story? Là chuyện gì? What happened? Là chuyện gì xảy ra ở trong câu chuyện thế? What happened in the story? Ok, trước tiên thì mình hãy nhìn vào một số từ vựng mà các con cần phải nắm được trước khi học bài này. Look, listen, repeat and remember. Hãy nhìn, lắng nghe và nhắc lại, đồng thời ghi chú để ghi nhớ những từ vựng cần thiết này nhé. Không biết là với những từ vựng như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề gì đây? Các con hãy nhìn vào lesson 1 nhá. Ví dụ này, what happened in the story? Chuyện gì đã xảy ra ở trong câu chuyện thế? First, King Hung ordered Mai Anh Tiêm and his family to live on an island. Tức là đầu tiên thì vua Hùng đã hạ lệnh đầy Mai An Tiêm và gia đình phải đến sống ở một cái hòn đảo. Chúng ta hãy xem xét cách dùng, công thức và các chú ý khi phải sử dụng điểm này. Một là cách dùng. Chúng ta hãy đọc thêm một ví dụ nữa. Then, one day, An Tiêm found some black seeds and grew them. Từ này đọc là grew nhé, quá khứ của từ grow. Có nghĩa là và rồi một ngày thì An Tiêm tìm thấy một vài cái hạt màu đen và đã gieo trồng chúng. Grew, quá khứ của grow, tức là gieo trồng. Vậy, qua hai cái ví dụ này thì mình thấy cái công thức này, cái bài này nó dạy cho mình kể về một cái câu chuyện theo thứ tự về thời gian. Lúc đầu là có từ first, là đầu tiên. Bây giờ thì có từ then, là tiếp theo đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái công thức của nó là gì nhá. Trước khi vào công thức thì mình hãy nhìn cái ví dụ tiếp theo này. In the end, King Hung let An Tiêm and his family go back. Tức là cuối cùng thì vua Hùng cũng cho phép An Tiêm
và gia đình của ông ấy quay trở về nhà. Thì cái công thức của cái kể chuyện này ấy, thì chúng ta có này, first là lúc đầu đúng không? Rồi mình kể cái câu chuyện này ra, lúc đầu thì An Tiên bị đẩy ra đảo hoang. Then, sau đó thì tìm thấy các cái hạt. Next, tiếp đó. Then và next là gần giống nhau. Then tức là sau đó, next là tiếp đó, tiếp theo. Và in the end tức là cuối cùng thì Mai An Tiêm cũng được trở về nhà. Ok. Vậy khi mà các con phải kể chuyện, một câu chuyện theo thứ tự thì các con sẽ dùng cái chi tiết đầu tiên là first, chi tiết thứ hai then, chi tiết thứ ba next, và nếu chi tiết cuối cùng thì mình dùng in the end. Khi kể chuyện thì các con cần chú ý gì ngoài việc sử dụng những cái từ nối theo thứ tự đấy? Thì mình cần phải chia các cái động từ ở thì quá khứ nhé. Bởi vì cái câu chuyện này nó xảy ra rồi thì mình phải chia quá khứ đúng không? Đây, các con hãy nhìn ví dụ đây. Next, my auntie's family exchanged melons for food and drink. Tức là tiếp sau đó, tiếp đó thì gia đình của Mai An Tiêm đã đổi hấu, dưa hấu lấy đồ ăn và đồ uống. Ok, exchange mà thêm chữ ed ở đằng sau, đọc là exchanged. Exchanged có nghĩa là trao đổi, mà chia ở thì quá khứ tức là đã trao đổi. Rồi, với đây là với các cái động từ quá khứ mà có quy tắc thì mình chỉ thêm ed thôi. Đây, có một động từ khác đây. They were lucky in the end, right? Tức là họ, in the end tức là cuối cùng đúng không? Cuối cùng thì họ cũng may mắn nhỉ, right? Tức là câu hỏi có phải không? Đúng không? Vậy đây trông thì nó không có hình thức một câu hỏi nhưng mà nó có cái dấu chấm hỏi ở đây đúng không? Vậy mình phải dịch là họ cuối cùng thì cũng may mắn phải không? Thì cái đây là động từ to be, mình cũng phải chia quá khứ luôn khi mình kể chuyện. Động từ to be là một trong những động từ bất quy tắc. Thì các con đã học các cái bảng động từ bất quy tắc ở các unit trước rồi. Tuy nhiên, chúng ta có một cái chú ý sau. Let ở hiện tại thì nó cũng chia là let mà quá khứ nó cũng chia là let. Thì đây nhìn tưởng là nó không có gì nhưng mà thực ra là mình vẫn chia nó là ở quá khứ đấy. King Hùng let An Tiêm and his family go back. Tức là vua Hùng thì cho phép Mai An Tiêm và gia đình của cậu ấy, gia đình của ông ấy quay trở về. Nhớ nhá, nhớ là phải chia thì quá khứ đấy. Bây giờ mình hãy sang lesson 2 nào. Ví dụ, what do you think of the mouse? I think he's intelligent. Tức là bạn nghĩ gì về con chuột? Và câu trả lời là I think, tôi nghĩ rằng he is intelligent. Anh ấy, cậu ấy rất là thông minh. Rồi, đầu tiên cách dùng. Thêm một ví dụ nữa nhá. What do you think of the older brother? I think he's greedy. Bạn nghĩ gì về người anh trai cả? Chắc người anh trai cả này là cái người anh trai ở trong cái câu chuyện cái khế. Và bạn trả lời này, I think he's greedy, tức là tớ nghĩ anh ấy rất là tham lam. Vậy từ hai ví dụ này thì ta suy ra là bài này dùng để hỏi và phát biểu suy nghĩ về một cái nhân vật ở trong truyện. Ok. Bây giờ mình hãy xem xét đến công thức. Ví dụ tiếp theo này. What do you think of Snow White? What do you think of Snow White? Tức là bạn nghĩ gì về tuyết trắng? Tuyết trắng là gì nhỉ? Bạch tuyết đúng không? Đúng rồi. Snow White, bạch tuyết. I think she's kind. Tức là tớ nghĩ là cô ấy rất là tốt bụng. Thì ta có công thức là what do you think đúng không? Cái cụm từ này lặp đi lặp lại. Sau đó thì tên các cái nhân vật khác nhau, thêm nhân vật vào. Ví dụ như là đây là con cáo thì các con hỏi như thế nào nhỉ? What do you think of the fox? Rồi, câu trả lời nhá. I think cộng với cả tên nhân vật cộng với is rồi thêm các tính cách nữa.
Ví dụ nếu mà người ta hỏi là What do you think of the fox? Con nghĩ gì về con cáo? Thì con cáo ở trong trường hợp này nó rất là thông minh. Thì mình nói như thế nào nhỉ? I think he is intelligent. Hoặc là I think cũng cho nguyên từ the fox luôn. The fox is intelligent. Ok, thế bây giờ người ta hỏi là bạn nghĩ gì về cái người anh trai cả? What do you think of the older brother? Đấy. What do you think of? Cộng với the older brother. Vậy, người đấy tham lam thì mình nói là gì nhỉ? I think he is greedy. Ok, vậy là chúng ta đã biết được cái công thức. Bây giờ mình sang chú ý nhá. À, hôm nay mình có một cái chú ý rất là thú vị, đấy là nhân cách hóa. Từ nãy đến giờ thì chúng ta đọc rất là nhiều cái con vật ở trong truyện đúng không? Con vật thì làm sao mà lại là he được? Con vật làm sao mà là anh ấy được? Nhưng mà câu chuyện, ngụ ngôn thì người ta thường nhân hóa lên. What do you think of the mouse? Bạn nghĩ gì về con chuột? Đấy, thì mình biến đổi là I think he is intelligent. Đây là phép nhân hóa trong tiếng Anh. Các con chú ý nhé. Rồi, what do you think of Doremi? Tức là con nghĩ gì về Doremi đúng không? Doremi là con gái phải không nào? I think she is cute. Tôi nghĩ là cô ấy rất là đáng yêu. Vậy khi mà mình nhìn nhân cách hóa này thì mình đừng có sợ nhá, bởi vì mình đã biết rồi. Được không nào? Rồi, cô hy vọng là các con thấy cái video này của cô hữu ích. Các con hãy like, chia sẻ, subscribe để cô có thêm động lực để cô làm thêm nhiều video nữa nhé. Chúc các con may mắn. À, đừng quên là cô có một số lớp online. Chúng ta sẽ có bài tập điện tử để luyện những cái bài tập này. Bố mẹ nào có nhu cầu thì hãy đăng ký lớp tiếng Anh online của cô Trâm nhé. Goodbye!